Rồi, welcome tất cả anh em, đây là Forever Sky, sinh tồn hậu tận thế cùng chung KD Gaming. Tập vừa rồi anh em tôi đã chơi thử và con game này theo ý kiến của anh em thì cũng khá hay. Anh em kêu tôi chơi tiếp tục đi, cho nên là ok anh em, mình sẽ tiếp tục coi như là sinh tồn khổ sai nha. Thì sau một hồi làm quen anh em, đây anh em, sau một hồi làm quen và tiếp cận với con game, tôi đã cũng dần dần rõ được cách chơi của nó rồi anh em. Đó là mình sẽ đi xung quanh, xong rồi mình sẽ lấy vật liệu nâng cấp tàu, và song song sau đó thì cái ăn cái uống vẫn là thiết yếu trong con game này nha anh em. Ok, và nói về cái vấn đề ăn uống anh em, bây giờ thì tạm thời thì cũng khá ổn. Tôi có thể bắt côn trùng bỏ nước vô và nấu lên để ăn, và nước thì tôi đã có thể chế ra đây anh em, những cái condensed membrane này nè anh em, để mà có thể tạo ra nước dơ, xong sau đó lọc nước rồi tạo ra nước sạch để mình uống nha. Và sau này anh em để coi có nhiều nguyên liệu mở rộng hơn thì tôi sẽ xây thêm nhiều máy nấu ăn và máy nước nha, để lúc nào cũng có đầy đủ hết. Nhưng cái việc đầu tiên đó là tôi sẽ, có vẻ như tôi sẽ layout lại, thiết kế lại cái tàu của tôi một tí đi anh em. Việc đầu tiên tôi nghĩ là sẽ mở rộng cái con tàu của tôi ra để xem cho nó dài thêm một tí đi anh em. Ok, tôi tạm thời sẽ để ngay đây. Xong rồi kế tiếp anh em, đó là mình cũng phải cho cái catwalk của nó đây, những cái chỗ này nè anh em, cho nó rộng ra để mình có thể chứa những cái đồ vật ở bên ngoài trước cái đã. Tôi nghĩ là tôi sẽ đây một cái, hai cái, hai bên đi anh em. Và nếu được anh em, tôi sẽ để thêm một cái máy bắn này nữa. Đây một cái máy kiếm nguyên liệu nè, hai bên anh em, nếu mà hai cây súng hai bên nhé, để khỏi mất công phải lấy qua lấy lại. Rồi nếu vậy thì tôi sẽ đây, để mình để cái máy ra đi anh em, tôi sẽ để nó đi vô trong tạm thời thôi nha anh em. Mình cứ tạm thời vậy đi, cái máy này thì ít xài cho nên mình cứ để nó nằm ở trong nhà đi. Đấy ok, xong sau đó thì tôi sẽ chế một cái giường anh em. Ồ đây, mới vừa nói nó kêu tôi là đã bị mệt mỏi rồi, tôi phải chế ngay một giường cái đã anh em. Đâu xong sau đó thì để tôi xem, nếu như mà tôi nghĩ là tôi sẽ chế thêm một cái fabricator được không anh em, hai cái máy chế xem. Chủ yếu là nguyên liệu thôi. Đây fabricator. Ô hình như trời mưa anh em. Ô con game này có cả trời mưa này, phải không? Wow. Ok, đã xong cái giường. Bây giờ thì dĩ nhiên cái giường anh em, tôi sau này tôi có nguyên liệu, tôi sẽ làm thêm một cái tầng lầu lên để làm cái chỗ ngủ. Bây giờ thì chưa có được, cho nên thì mình cứ tạm thời để nó như vậy đi anh em. Đấy tạm thôi nha. Ok rồi, nếu vậy tôi nghĩ tôi sẽ ngủ. Tôi sẽ ngủ cái đi. Và nếu như mình ngủ thì đồ ăn thức uống nó sẽ giảm, đúng không? Đúng rồi anh em. Ok, và đã bắt đầu khát nước. Add dirty water vô. Rồi ok, nói vậy thì đây tôi có một cái kho mà. Đây để tôi để cái kho kế bên này luôn đi anh em. Đây cũng là tạm thôi. À không, để cái kho ngay đây đi anh em. Đây cũng là tạm thôi nha. Coi có cái gì để vô. Cái này là gì vậy? 3D printing. Cái này chắc cũng chưa cần nên để lại hết đi. Rồi và việc tiếp theo đó là mình phải chế cái động cơ nữa anh em. Đây về cái động cơ thì nó có cái basic turbine. Cái này là để mình có thể nâng cái độ cao của cái tàu nè anh em. Cũng rất là đáng để chế, nhưng mà việc đầu tiên thì tôi sẽ chế cái engine cái đã. Rồi nó đã xong cái engine. Nếu vậy thêm một cái engine nữa tôi sẽ để nó ở ngoài anh em. Đây mình có thể đi ra đây và nó có để nó hơi vô tri tí ha. Ừ. Ok, maximum fly rồi nha anh em. Và đúng rồi, phải chế thêm từ từ cái. Tôi sẽ chế thêm một cái ui chà, đã hết nguyên liệu rồi anh em ơi. Chế mấy cái đã hết nguyên liệu có lẽ là phải đi thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ chế cái basic tục pin này đi. Ok, nếu vậy thì trong lúc chờ đợi mình sẽ lên đường nha anh em. Rồi, đi thôi. Đâu, nếu vậy nó nói là nhiệm vụ của tôi là đi tới hai cái chớp liên tục rồi anh em thấy không. Nếu vậy tôi sẽ đi lại gần thử xem. Ok, và tôi sẽ đây lock speed luôn để nó tự lái đi. Đây mình có thời gian để mình làm cái này làm cái kia. Đây trong lúc nó đi thì mình cũng tranh thủ bắn thêm ít nguyên liệu đi anh em. Và đằng kia ôi xong vậy, sao giống như có một bức tường lắm anh em ơi. Lại là những bức tường. Thấy không? Thấy là đằng sau anh em giống như nó rào lại á. Ui quá trời đồ này. Tôi định chế thêm một cái súng nữa mà tôi quên mất, hình như là mình lúc này mình chỉ cái súng này là lụm mà anh em, tôi chỉ mới có một cái thôi chứ đâu chui có chế được. Ok, và cũng đã tới cái điểm của nó rồi. Để tôi nghĩ là tôi sẽ unlock speed đi và mình sẽ nâng độ cao lên tí anh em. Ok, cái chỗ này có cái gì lạ không? À cái đèn xanh nó tuốt ở đằng kia là anh em.
một bên động cơ của tôi đã hết xăng cho nên là nó báo nãy giờ, nhưng mà không sao, lát nữa tôi sẽ chế thêm. Ok, dừng lại được không? Đây, cái cách quất để sau này là mình có thể dễ đi di chuyển nè anh em. Rồi nếu vậy thì khoan đã anh em, trước khi vào thì tôi sẽ gắn cái tuột pin này. Nó gắn đâu ta? Cái tuột pin này tôi không biết gắn như nào luôn ấy. Đâu, để mình đi xuống mình xem thử xem. Tôi nghĩ là nó sẽ gắn ở dưới vô anh em. Cannot lag on floor. À, nó gắn như vậy nè anh em á, mà sao bự quá vậy? Tôi nghĩ cái này là phải có một cái tầng ở dưới anh em, xong rồi mình để nó dưới chứ không thôi là nó sẽ bè ra, rất là khó đậu sau này. Cái tạm thời mình cứ để vậy đi anh em, nhưng mà bây giờ chỗ này có cái gì không? Đằng kia có nhà cửa gì kìa anh em, nhưng mà để tôi mình sẽ đi lên đây trước thử xem. Đúng rồi, cái này là cái đèn chớp hai lần kìa. Drink dirty water, cái gì mà drink nữa? Anh bây giờ mày có nước sạch rồi, đâu có cần. Đầu lên tiếp xem. Wow, cái thế giới này cũng bị coi như là rong rêu, giống như các loại nấm hay sao anh em, nó ký sinh hết rồi này. Cái này cũng đâu có gì đâu ta, cũng toàn là nước không à anh em ơi. À dưới này nó có, ủa sao nó giống như căn nhà hôm bữa tôi đi vậy anh em? Ôi, có cây có cỏ ngay đây nha anh em. À không, khác nha, cái này nó tới hai căn nhà lận. Nếu vậy thì tôi phải, ok, phải lấy cái máy bắn rồi anh em. Đây, chuyển nó qua đi. Ok, đứng đây cũng có thể bắn được nè anh em, hay lắm. Rồi nếu vậy thì chắc có thể đi qua được ở đây. Đây nó có một cái cây quờ què nữa chứ. Đâu, để tôi đi qua đây trước đi nè. Đây không biết có đồ gì không ta. Electric element được đấy, hay lắm. Có đồ ăn thức uống gì, railing require airship builder. Tôi lại có một cái blueprint gì mới kìa anh em, hay lắm. Hình như là để chế tàu luôn ấy. Đâu còn gì để lấy không? Yes, hết rồi. Vậy là còn bên này anh em. Ồ, còn nhiều scrap lắm này. Bên đây thì có một con chà. Well, tôi nghĩ là mình đi qua kia đi anh em. Đây, chỗ này mở cửa được này. Hay lắm, đâu có cần phải bắn đâu. Nhưng mà phải cẩn thận nó đâu vậy. Nó đằng kia, ok. Mình cứ đi từ từ vô anh em. Né nó đi. Né nó là được. Có gì không? Machine phát hay lắm. Element. Nó lại đổ để cái đồ xịn ngay đó anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ ù té và ù té chạy luôn, lấy hết, chạy hết em ơi. Mày tao lấy hết, tao lấy hết, tao chạy. Ok, tao lấy rồi, tao chạy nè. Làm gì dâu bê. Lấy có tí đồ làm gì căng. Ok, dưới chỗ này chỉ có vậy thôi anh em ơi. Double flashing light, find a location với double flashing light. Chắc là cái điểm xanh đó đó anh em, chứ không có đâu á, cho nên là chắc tôi đi đi, cái chỗ này không phải là theo như cái cốt truyện rồi. Ok, cũng mình lên đường đi anh em. Đây mình sẽ đi tới cái điểm màu xanh đó đi, tôi nghĩ đó mới chính là cái điểm mà gì đó anh em ơi, mới mới là trong quan trọng trong cốt truyện. Và đúng là đi nhanh thật anh em thấy không, đúng đi nhanh luôn ấy, coi như là tôi đã bỏ xăng vô hai cái máy luôn, bây giờ nó chạy kinh thiệt. Đâu, để xem 39/100, 10/100 cũng sắp hết rồi. Quăng thì quăng qua cái này đi. Ok rồi, cái này là maximum rồi nha anh em. Ok, đây đã tới rồi, đúng rồi anh em, hay lắm, đã tới cái điểm mà tôi cần một cần rồi. Nhưng mà hình như là tôi chưa có, từ từ gái. Độ cao của tôi, đúng rồi anh em, độ cao của tôi đã là cao nhất rồi, chết mẹ. Nếu vậy thì sao ta? À, nó có cái đường để mình đi từ dưới thấp nè anh em. Nó biết là lúc này mình chưa có được cái đồ nâng độ cao, cho nên là nó sẽ, wow. Mấy cái này đậu hơi khó nha anh em. Đây, làm sao để đậu ở đó đây? Tôi nghĩ là mình đừng có, sau này đừng có làm cái tàu nó quá dài anh em. Bởi vì tàu mà quá dài thì rất là dễ, rất là khó đậu, đúng không? Wow, cái chỗ này anh em thực sự mà đậu thì nó cũng bắt đầu khó quá, cho nên là đây tôi đã chế sẵn cái này rồi, bây giờ mình cứ gắn đỡ vô đi anh em. Đâu, nó gắn, nó giống như là cái cánh quạt nè, mình gắn đỡ vô đi. Đây, sau này mình có thể chỉnh lại mà. Đấy, nếu vậy thì tôi đã có thể nâng cao lên rồi đó anh em. Đâu, nếu giờ thì sao? Tôi sẽ đi ra và cho nó cao lên tí nha, được chưa? Đâu, mắc 230 đấy, đã lên cao rồi, được rồi anh em, hay lắm. Rồi bây giờ thì tôi có thể đứng đây và tôi nghĩ tôi nên đi lui xuống một tí anh em. Ok, mình đi lui xuống đây. Má đậu 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 tàu này sao vậy? Không có cái chiếu hậu rồi em ơi.
Ý, coi chừng, coi chừng. Đây đã có nâng độ cao lên max rồi thì đây tôi bay lên chỗ cao nhất luôn em, đấy đậu trên phía này luôn. Ok là. Ui ui bây giờ mới thấy được toàn cảnh anh em, ui đẹp thật. Má nhưng mà xác xơ quá. Đâu nếu vậy thì mình có thể rã được gì từ đây không? Hình như mấy cái này có thể rã nè, để tôi xoay cái máy quan tí anh em. Ok rồi, đứng đây xem. Đâu rã được không? Đúng rồi, mấy cái này rã được đồng anh em ơi, hay lắm, một nguyên liệu mới. Cái gì đây? Rainwater Collector, hay lắm, coi như là những cái công cụ mới xịn sò hơn rồi anh em. Ok, tôi tìm được gì anh em? Standard Wind Farm, đây là một. Ồ, đây là những cái tuột pin nè anh em. Đúng rồi. Mấy cối xay gió này. Wow, rồi để xem mình có thể nghiên cứu được gì từ đây không. Đây nó có một cái máy gì ngay đây nè anh em. Con game này kiểu nó sinh tồn và khám phá, kích thích trí tò mò của mình nha anh em. Khí helium mà, để cười à chứ làm gì. Đây là gì vậy? Scan xem. Ồ, Red Location Radar. Đây là một cái hệ thống radar dò tìm gì nè anh em. Còn gì nữa không? Còn gì xung quanh đây không? Tôi nghĩ tôi biết anh em, con tàu này sau này á, nếu như mình được á, mình xây tầng đi, xây tầng cao cái xuống xuống rồi anh em, để mình có thể dễ đi lên đi xuống. Đúng không? Đâu và trên này còn gì không, để tôi đi qua đây thử xem. Ok, ở dưới này không biết có con người cây, sinh vật cây gì không anh em. Không có. Ok, nếu vậy thì cứ mạnh dạn tiến tới. Có đồ. Ô, không có gì hết à. Wow, chẳng có gì cả. Gì đây? À, một cái sơ cùi bo, hay lắm. Tôi đã có thể nghiên cứu cái đồ mới rồi đó anh em. Được đấy. Khí helium nữa này. Không biết khí này để làm gì nữa anh em. Cái này bỏ vô bong bóng. Chơi bóng anh em ơi. Ít thôi chứ có gì đâu. Ừ, bên đây nữa. Đây là khí helium. Mẹ chưa gì đã khác. Tôi phải làm một miếng nước. Ôi chết mẹ, tự nhiên uống nước nước dơ. Má ngu rồi. Uống nước sạch vô. Bấm lộn anh em ơi. Đây còn bên đây chưa vô. Bên đây thì cũng. Á à, chà, lại thêm số cùi bo này anh em. Can water hay lắm. Vô đây đúng được nhiều đồ lắm. Đâu còn gì không? Machine park. Ok, chỗ này là xong rồi anh em. Bây giờ thì sao? Tôi phải nghiên cứu và grab cho được cái radar mới được. Ok, mình sẽ có được cái vị trí anh em. Rồi bây giờ thì làm sao đi lên? Con tàu của tôi nó nằm ở đâu? Bây giờ đi lên lại hả? À? Bay qua này à? Pew! Ok là. Ôi giờ mới để ý này, có một cái thùng đây này, mém nữa bỏ anh em thấy không? Lúc nào cũng phải rà soát cho hết hết lấy luôn. Ok, tôi nghĩ là mình đi được rồi đó anh em. Để tôi lên xem. Climb on board. À, mình có thể đứng đây mình nhìn xong rồi mình bấm để lên luôn chứ không cần phải nhảy hả? Hay, tôi sẽ nghiên cứu cái radar anh em, radar location radar nó đây. Nó cần copper để tôi nghiên cứu. Tuyệt. Thằng này thì đang đây để tôi nấu một miếng xem. Add dirty water anh em thấy không? Làm quen một tí thôi là sẽ biết cách chơi thôi. Boy, ok. Rồi. Nó đã nghiên cứu xong anh em. Rainwater Collector. Ui chà. Này nếu vậy anh em đang có circuit board nè, tôi sẽ chế luôn một cái máy fabricator tiếp đi. Đây, đúng rồi, nghiên cứu cái lát chế nha. Ui chà, có một cơn bão tới anh em ơi. Mè, khổ ghê. Cái này là bão phóng xạ này. Nếu vậy thì khoan cái. Tôi đang muốn xây một cái đâu rồi, cái radar anh em, location radar, nhưng mà thiếu glass. Nếu vậy tôi phải rã mấy cái căn nhà này mới có glass. Đây, rã mấy này này. Ui, bảo điện trường anh em ơi. Nào, bắn đi. Ok, má sao lại có metal. Chết mẹ. Airship damage tôi bị sét đánh rồi anh em ơi. Ui ui, lower altitude nghĩa là tôi phải đi, đúng rồi anh em, ở trên cao quá thì nó sẽ bị sét đánh cho nên là tôi phải đi xuống mới được. Ôi ôi, cái con game này đúng kiểu sinh tồn khổ sai anh em ơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi núp ở đâu đó mới được.
chết mẹ, cái gì vậy? Nào xuống xuống đây, mình núp ở dưới mấy cái tòa này đi anh em. Low altitude hả? Cao quá. Chết. Chết mẹ, tôi chết cha chết cha, tôi đậu mẹ xuống thấp quá anh em ơi. Ôi ôi, cao quá, bị sét đánh thấp quá thì cũng không được. Đâu mà nếu vậy thì từ từ cái. Ok, tôi nghĩ như đây đỡ đó anh em. Nếu vậy thì làm sao để sửa? The not required repair, nó nói là tôi bị hư ở chỗ nào đó rồi anh em, nhưng mà làm sao sửa? À, mấy cái chỗ này bị hư là anh em. Ôi má ơi, ghê quá, đóng cửa. Cái con game này đúng là kiểu sinh tồn với thời tiết anh em, nó không phải là quái thú hay gì á, mà là mình phải đối khác rồi thời tiết anh em, rất hay nha. Ok, như là cũng không hư hại gì nhiều lắm. Đây tôi nghĩ là tranh thủ nay mình uống cà phê hay gì đó đi anh em ơi. Mẹ. Tôi nghĩ là hơi đi ngủ mẹ nó cho rồi đi. Thấy ghê quá. Tôi sẽ ngủ đi anh em, trời mưa ngủ đã lắm á. Nào, hết mưa giùm em cái đi mấy anh ơi. Chết chưa, má cơn bão này kinh vậy. Đây, trong lúc chờ anh em để xem tôi chế được cái gì nữa không. Sơ cùi bo cũng chế được này. Sơ cùi bo thì từ copper hả? Ơ cũng được, chế một cái đi. Nghiên cứu con gái đi anh em. Đây, sơ cùi bo đã có, chế từ electric và plastic craft cũng được. Rồi để tôi xem, nghiên cứu xem còn gì nữa không. Nghiên cứu cái rain water đi anh em. Có gì đây, trời mưa nè, mình ra mình hứng nước luôn. Đúng rồi đây. Rồi tôi đã có glass rồi anh em ơi. Đã đủ luôn, bây giờ tôi sẽ nghiên cứu. À đúng, tôi sẽ chế luôn đi. Đâu một cái location radar. Ok, để xem nó sẽ chỉ mình đi đâu nha. Cái mấy cái glass này, mấy kính đó, coi vậy chứ khó kiếm lắm nha. Phải đi rã xung quanh mới thấy mới có đây, chứ mình không có lượm được. Ok, nãy giờ tôi cứ câu cũng được khá nhiều đồ ăn thức uống. Để tôi cất bớt vô cái. Rồi cuối cùng cũng xong cái location radar anh em. Bây giờ thì sao, mình sẽ để nó, dĩ nhiên phải để ngay cái chỗ mình lái cho anh em đâu. Tạm thời cũng được, cũng để đây đi. Ok, để tôi sẽ không để đây đi, chắn mẹ nó cái đường rồi. Để bên đây đi. Rồi bây giờ thì sao? À, tôi đã có một cái mini map rồi anh em. Nếu như mình vừa lái ở đây đúng không, mà mình nhìn vậy cũng không ổn anh em. Ok, nếu vậy thì chắc phải sau này phải thiết kế lại. Nếu vậy tôi để nó, tôi không biết sau này nó có cái bàn không anh em, kiểu giống như cái bàn nó để ngay đây, mình có thể lái xong mình để cái này nó lên cái bàn luôn đó không, mình có thể dễ nhìn hơn, giống như mấy con tàu phi hành ấy. Chứ bây giờ mà để như vậy thì khó thấy quá, nhưng mà chắc tôi cũng phải chịu thôi anh em ơi. Đây nó có những cái dấu hỏi, tôi nghĩ là tức là những chỗ mình có thể loot đó anh em. Nếu vậy thì cũng có được, mình cho nó auto lái đi. Đây tôi sẽ cho nó tự động nó đi nè anh em. Ok, cứ để nó vậy đi anh em. Đây tôi có thể đứng đây và tôi ngó luôn cái radar nè, xoay qua xoay lại nó hơi mỗi cổ một tí, nhưng mà cũng khá ổn ha. Ok la. Rồi. Và nhiệm vụ bây giờ sẽ là đi kiếm cái dấu chấm than ở trên radar. Ở đây toàn là dấu chấm hỏi không. Tôi nghĩ là chắc phải ok, chắc là mình phải đi vòng vòng xem nó có xuất hiện không nha anh em. Chứ mình phải đi mò thôi. Nhưng mà trước khi đi á, ở bên cái nghiên cứu này nè anh em, đây nó đã có mở được cái mục Airship Builder và tôi đã có thể chế thêm được mấy cái khinh khí cầu rồi nè. Cái này á là cho cái khinh khí cầu nó dài hơn, còn cái co này nè anh em là mình sẽ thêm một cái khinh khí cầu nữa, nghĩa là hai cái luôn, thì cái nào nó cũng sẽ tăng cái khối lượng mình có thể mang coi như là đồ đạc và mấy căn phòng nha. Ok, cho nên là ơi chết cha, đang đói à. Từ gái tôi làm một miếng đồ ăn cái anh em, cần sum cái. Well, ăn uống này nọ cái. Rồi, đâu tiếp tục. Đây, mình vừa đi, mình vừa bắt nữa nha. Rồi, nếu vậy thì tôi cứ đi kiếm đồng thử xem anh em. Kiếm đồng hả? Ok, kiếm đồng thì mình mới xây được thêm mấy cái ba luôn anh em. Giờ mình cứ đi tới chỗ nào thì mình sẽ kiếm chỗ đó nha. Ok, bây giờ thì sao? Cái chỗ này thì tôi đã đi rồi đúng không? Nếu vậy thì mình sẽ đi qua một chỗ mới đi anh em. Đây, nó có, tôi đang đi tới một cái có ba cái dấu hỏi và một cái cái đó giống như là một cái cối xay gió lắm nha anh em. Đúng rồi, nó màu xanh xanh kìa. Ok, mình đi tới đó đi, tôi sẽ để nó lock speed luôn. Rồi kéo lua lên đó, vừa đi vừa tranh thủ vừa nướng đồ ăn luôn anh em. Ok, location reach.
Rồi location read chưa? View deplete in one engine. Ấy chà, coi như là đã bị mất hết xăng một bên, anh em bên này hết xăng đúng không? Okay, bỏ xăng vào. Rồi, con game này là rất là bận rộn nha anh em, mình phải làm cái này làm cái kia, nó không có lúc nào mà thảnh thơi hết á. Tôi nghĩ là tôi phải đi xuống thêm một tí nữa đi. Rồi, tới gần không mình sẽ, tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy vào luôn nha. À bây giờ anh em tôi đã học được cái công thức deck extractor nè, bây giờ tôi đã có thể chế một cái, bây giờ mình có thể để hai máy ở hai bên cánh nha anh em, không cần phải đem qua đem lại nữa đây. Nhưng mà hình như là tôi cũng đã rồi đây, deck extractor đúng rồi, để qua hơi bên này tha hồ mà bắn thôi. Rồi ngon lành anh em. Ok bây giờ thì có hai máy tha hồ bắn nha. Ok bây giờ mình đi xuống thử xem anh em. Đi xem dưới này có gì, cái chỗ này có vẻ khá mới này. Ồ, Overgrow Tower. Á chà, cái chỗ này đã bị mấy cái cây nó chiếm đóng khá nhiều nha anh em. Tôi xuống đây có khi là rất là nguy hiểm đấy, nhưng mà không xuống thì làm sao mà biết được đúng không? Ok, tôi thử đi xuống thử xem anh em. Đây có cây trồng gì đây? Consume lobster chili. Từ từ các anh em, mấy cái cây này mà mình không nấu chín lên làm ăn có khi là bị bệnh nữa, giống như cái gì sun melon gì ấy. Ủa cái cây này sao nó lại bị rào hết rồi anh em? Wow, hay lắm, nước bẩn. Cái này là cây gì đây? Lấy hết nha anh em, lấy luôn, lấy luôn, đem về nấu, hay lắm. Ồ, cái lối lên ở chỗ này đúng không? Đây rồi, thêm cái cây gì đây? Chà, trong đây chắc có mấy cái cây độc quá. Có không, tôi nghe cái tí một con ong hay con gì giống như anh em đang đập cánh hay sao ấy. Electric, rồi đạn dược, không chừa cái gì hết nha. Tôi được gì anh em? Một cái công thức metal floor ceiling, hay lắm. Hình như bên đây, đây bên đây còn cái cầu thang đi lên nữa nè anh em. Vô luôn. Ok mình đi ra ngoài. Này cũng là một cái lỗi game mà anh em lợi dụng cái bug. Ui đúng rồi anh em. À có ong. Làm sao để lấy nó ta? Hình như là phải có một cái cây gì đó anh em ơi, một cái đồ gì để mình có thể coi như là hút nó hay sao ấy. Nhưng mà làm sao hút? Thôi đi xuống, má không qua nữa đâu, mệt quá. Ok chỗ này có vẻ đã xong rồi đó anh em, mình sẽ tiếp tục nha. Đi lại cái chỗ cái quần quầy gì thế, ship qua Damet thấy mẹ rồi. À tôi để ý anh em, nó để trên bản đồ kìa cái dấu hỏi 1 mấy km kìa anh em, 1.15 km kìa. Có khi mình lại đi tới đó đấy. Nhưng mà trước khi đi qua đó thì đúng rồi, tôi phải đây, đi lại cái điểm sáng xanh đó xem anh em. Ủa cái gì vậy, tôi bị gì vậy? Tôi bị cái gì thế anh em? Ship World Damage hình như là, à đi, tôi đi đụng mấy cái rác thải vũ trụ anh em, nó cũng sẽ bị coi như là hư hại con xe, ô con tàu nha. Cho nên là, nhưng mà cái này sửa như nào, tôi có thấy nó bị hư gì đâu anh em. Đây sửa, à đây ạ. Đây thường là nó sẽ bị đụng hai cái cánh này nè anh em, cho nên là sửa hết. Đâu hình như là hai cái engine này của tôi cũng bị vậy đúng không? Đúng rồi. Ok là đây chuẩn bị tới nè anh em, chỗ này như có copper. Anh em chờ xem. Ok anh em, như copper là cái đó đó. Đúng không? Đúng rồi. Đúng là làm hai cái súng hai bên nên nó khỏe dễ sợ. Nào, xin thể tích lấy hết luôn em, không có chừa nha. Ô coi chừng, coi chừng. Ui, dừng. Rồi, đứng đây đi bạn, đứng đây đi, để tôi tiếp tục tôi lấy một ít đồng coi. Đang cần đồng để chế đồ mới nha anh em. Hình như cái này cũng là một cái cối xi gió nhưng mà mới đúng không? Khác chỗ nãy đúng không anh em? Ờ đúng rồi, khác nha. Kiểu tôi cứ tưởng mình đi nãy giờ có chỗ cũ đi hoài chứ. Ok để xem, nếu như đã có đồng rồi tôi còn cái gì có thể nâng cấp được cái gì vậy ta? Tool Charger, cái này là cái đồ để sạc cho cái cây tool của mình nè anh em, cho mấy cái công cụ của mình nè. Đây nó đang mất mất mấy cái điện nè, mất năng lượng dần dần. Nhưng mà cái này thì sao? Lobster chili, à chế được một cái bình máu rồi này. Nghiên cứu để chế luôn.
Ok, và bên đây tôi đã đủ để xây một cái fabricator nữa chưa? Thiếu circuit board và transformer. Đây, transformer xây thêm một cái nữa. Chỉ có cái circuit board thì chưa xây được. Đây, cái khí helium này, copper này tôi đã có đủ nè, tôi sẽ nghiên cứu luôn. Đâu, còn cái chết mẹ, lại storm nữa à. Buồn què nó. Thôi nếu vậy thì đây mình tới thêm tí nữa đi nè. Rồi xong. Ui. Chết mẹ nữa à. Mắc con game này đúng là khổ thật anh em. Đây tôi nghĩ là hình như cái chỗ này nó làm cho cái chỗ đậu luôn nè anh em. Đúng rồi, tại sao mình không đậu đến đây. Đây này. Ừ. Vô. Chết mẹ. Ôi núp vô liền em ơi. Núp vô liền rồi. Adoka. Ok. Má ơi, xét thế ghê quá. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ cái đi em. Khoan gã, tôi phải save cái đã cho nó ăn cái. Mình làm một miếng nước trước khi đi ngủ nè. Ok rồi, ngủ thôi em. Cho nó qua cơn bão này luôn chứ. Ui chết mẹ. Rồi, thế nào rồi, đánh một giấc tới 10 giờ sáng, bây giờ còn nghiên cứu được gì không? Tôi còn thiếu helium để xây được cái balloon core, nhưng mà đâu, để tôi ra ngoài để xem. Nếu như tôi xây... đâu rồi? Expand balloon cần helium và machine pass, cũng cần khá nhiều copper. Đây, và còn cái middle floor ceiling này. À, ủa là sao ta? Nó để như thế nào? Tôi nghĩ là chắc để cho nó thêm phần chắc chắn con tàu, anh em mình có thể đắp lên nè, anh em thấy không? Đâu tôi đắp lên thử xem. Ok. À và nó sẽ bị mất cái máy hả? Lạ ha. Mọi người ghê quá. Rồi để tôi khám phá luôn cái chỗ này đi anh em. Cái quần què nó. Ghê quá. Ok đi xuống xem. Chỗ này có gì không? Đồ nhiều lắm em ơi. Hay lắm. Thêm một ít đồ nữa. Xăng mày đang thiếu. Rồi giờ tôi mới mở ý cái miếng này 0% mình nè anh em. Đập nó đập dữ quá, bị hư quá trời này, thấy ghê quá. Chết cha, bắt đầu khó nha. Và cây súng này của tôi cũng bị hư rồi, bị sét đánh hư rồi anh em ơi. Đậu phòng nó chứ. Ok, nãy giờ thì lấy được đồng khá nhiều. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đi xuống để lấy helium quá. Hồi nãy thấy helium nhiều lắm mà sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Nhưng mà cái chỗ xuống là chỗ nào đây? Đây mới nói. Ok, helium hay lắm. Helium ở dưới nè kìa anh em, xuống luôn. Game này cũng khá giống rap ở cái chỗ là mình sẽ đi loanh quanh anh em, kiếm đủ tài nguyên vật liệu xong rồi đi tới những cái điểm coi như là có trên bản đồ. Ô cái chỗ này đi như thế nào đây? Chết mẹ rồi, thấy ghê quá. Này có khi té đó anh em, để tôi nhảy qua. Đây được cái gì vậy? Thêm một cái gì nữa nè anh em. Một cái nốt gì đấy. Helium. Ok. Cẩn thận nha, cái này đi mà không khéo là té gãy gọng anh em ơi. Ui cái chỗ này làm sao đi. Coi chừng. Đây còn một cái helium ngay đó anh em, mình sẽ đi ra. Wow. Ủa. Ok, mẹ đứa nào để cái bàn ngay đây vậy? Đứa nào mà rảnh rỗi ra đây đứng ngồi ngắm trời ngắm đất hả anh em? Cái hình như đã đủ helium rồi đó anh em. Để tôi lên tôi xem có thể xây được gì nha. Rồi có helium anh em, tôi sẽ nghiên cứu luôn cái balloon core này đi. Ok, nhưng mà đây cái cuối cùng tôi cũng đã xây được, đó là cái fabricator để xây cho lẹ coi. Và cái chỗ này má nó bị hư hại ghê quá. Đây tạm thời tôi cũng sẽ để ngay đây luôn đi anh em. Đấy. Rồi, hai máy cùng làm việc nhé. Repair patch, tôi nghĩ là tôi sẽ chế đi anh em. Cái chỗ này của tôi bị sấm sét nó đấm ghê quá. Đâu tôi chế được một lần được 5 cục repair patch hả? Cũng được đấy. Đây mình sẽ chữa mấy cái máy này liền. Má ơi, sét nó đánh kinh quá. Rồi còn nữa không? Chế thêm đi anh em ơi. Chế bên đây một cái và chế bên đây một cái nữa là 10 cái luôn. Ok, cũng khá ổn rồi đây. Đây cái chỗ này cũng bị sét đánh còn có 50% máu nè. Ui cái này mà nó bị hư cái là má là rất này liền anh em ơi. 80%, ok hết chưa? 80%, 52% thấy mẹ rồi. Má mỗi lần mà bị bão mặt trời bão sét vậy chắc phải đi xuống dưới anh em. Hồi nãy tôi đậu trên tuốt trên cao hàng chi bị nó đánh dữ quá.
Rồi ok anh em, tôi nghĩ tập này tạm dừng đây. Nói chung là mới tập 2 cho nên là vẫn đang mày mò những cái mới của game này. Nói chung là tôi đã mở được những cái công thức để có thể mở rộng cái khinh khí cầu nè, thêm mở rộng căn cứ anh em. Thì sau này mà tôi chỉ việc đi farm thôi anh em, đi farm nguyên liệu thật nhiều, xong sau đó vừa phải đi theo cốt truyện anh em, đi tới những cái điểm đỏ và cái điểm xanh để có thể nó có thể mở thêm những cái công thức mới để phục vụ cho cái cuộc sống sinh tồn nha, trong cái thế giới hậu tận thế này nha. Rồi hẹn gặp anh em ở những tập sau của game này nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại.